Chuyện chú bé Dương Thân. Thôn Dương Gia có một chú bé tên Dương Thân bị bệnh trầm trọng. Cha mẹ chú tới cầu thỉnh hòa thượng trị bệnh cho con họ. Hòa thượng quán sát nhân duyên của chú Dương Thân. Hòa thượng kể: "Tôi cùng hòa thượng phương trượng của chùa chúng tôi đi ra ngoài hóa duyên từng nhà một, và đã đến mỗi một gia đình để hóa duyên, quyên góp. Lúc đó có một người quỳ trước ngưỡng cửa, không cho chúng tôi vào nhà ông. Có người tưởng rằng ông ta không muốn bố thí nên bảo chúng tôi đi. Chúng tôi hỏi ông, tại sao quỳ như vậy? Ông nói, con trai ông hiện bị bệnh nặng, cầu xin hòa thượng phương trượng cứu giúp trị bệnh cho đứa con trai mình. Hòa thượng phương trượng xoay qua bảo tôi tìm cách giúp ông ấy. Tôi nói, bồ con có cách sao? Ngài nói, đứa nhỏ ở Đài Bá sắp chết, mà chú bảo nó sống là nó sống lại ngay đó. Vậy chú thử đi xem đứa bé này coi nó ra sao. Tôi nói, sao thầy không giúp nó? Ngài đáp, tôi không có năng lực này. Tôi bèn hỏi ông ta, tại sao ông quỳ ở trước cửa nhà, không cho chúng tôi đi vào nhà vậy? Ông nói, con nghe nói ở Đài Bá có đứa nhỏ bị bệnh sắp chết, mà các thầy giúp nó được lành bệnh. Con nghĩ các ngài nhất định có cách trị bệnh cho con của con. Tôi nói, vậy ông hãy đem con ông đến cho tôi coi ra sao. Đứa bé họ Dương, tên trong là Thân, lúc đó nó được 11 tuổi, bị bệnh đau bụng, nhức đầu rất lâu cũng trị không lành. Lúc chú bé tới gặp tôi nói với chú rằng, con hãy mau xuất gia, mau làm tu sĩ thì sẽ hết bệnh liền, bởi chú bé có tướng mạo của thầy tu. Tôi hỏi cha mẹ nó, nếu ông bà cam tâm xả cho nó xuất gia làm tu sĩ, tôi có thể bảo cho nó hết bệnh, còn không nỡ cho nó xuất gia thì tôi không có cách gì hơn. Cha mẹ chú bé nói, xả được, xả được. Nó hết bệnh, chúng con sẽ dẫn nó đến chùa Tam Duyên xuất gia. Tôi nói, vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày nay trở đi, nó sẽ lành bệnh, không còn bệnh nữa đâu. Nói vừa xong, quả nhiên Dương Thân cũng hết bệnh. Một tháng sau, tôi đến nhà chú ta nói, con phải xuất gia đó. Cha mẹ chú nói, đợi một chút, chừng 2 tháng nữa khi bệnh nó thật hết hẳn, chúng con sẽ cho nó xuất gia ngay. 2 tháng sau, tôi lại tới nhà chú, bảo chú xuất gia. Cha mẹ chú lại nói, hãy đợi thêm chút nữa. Tôi nói, sau này bệnh nó có tái phát thì tôi không có cách gì để trị nữa đó. Rồi 3 tháng sau, tôi lại đến thôn đó, nhưng tôi không đến nhà chú ta. Tại sao không đến? Bởi tôi đã đến 2 lần, họ đều nói là muốn đợi một chút nữa, nên tôi nay chỉ đi ngang qua cửa mà không ghé vào. Chú Dương Thân dù ở trong nhà, nhưng biết được tôi sẽ đi ngang qua thôn của chú, nên nói với cha mẹ chú, không xong rồi, con thấy sư phụ của con hôm nay đi ngang qua đây, nhưng sao không ghé vào nhà mình, chỉ sợ bệnh của con sẽ tái phát thôi. Cha của chú nói, có tái phát cũng không cần lo, qua vài ngày sau là khỏi hả, con đừng có sợ. Đó là ngày 23 tháng 11. Đến ngày 26, Dương Thân thật bị bệnh nặng, cha của chú không thể không đến chùa tìm tôi. Ông muốn đem con ông đến chùa xuất gia, nhưng tôi không có ở đó, nên ông đành phải quay về nhà. Có điều kỳ lạ là linh hồn của Dương Thân đã theo cha chú đến chùa. Cho nên hòa thượng phương trượng ở đâu, người nào ở phòng nào trong chùa, chú đều biết hết. Đợi khi cha chú về đến nhà, chú nói với cha chú rằng, con mới theo cha đi chùa nè. Rồi ra sao, ra sao? Cha chú nói, tại sao cha không thấy con? Chú nói, cha không thấy con, nhưng con thấy cha, con đi theo phía sau cha đó. Sáng sớm ngày 27, Dương Thân ngồi kiết già ở nhà, trong nhà không có đèn điện. Chú nói với cha chú, cha ơi, cha đốt đèn lên xem giúp, coi con ngồi có ngay thẳng không. Cha chú đốt đèn thì thấy chú ngồi kiết già mà qua đời ở nơi đó rồi.
Dù cho cha mẹ chú khóc thảm thiết cách mấy đi nữa, chú cũng không sống lại nữa. Sau đó cha chú nói với tôi, nếu sớm biết là vậy thì chúng con đã cho nó xuất gia rồi. Nhằm đúng ngày tôi lại đến thôn đó, cha mẹ chú khóc lóc với tôi, hỏi tôi còn có cách gì cứu sống lại con họ không. Tôi nói, phương pháp này không phải là của tôi, mà là của tự ông bà thôi. Tôi nói cho ông bà biết, nhưng ông bà không dùng, vậy tôi cũng không còn cách nào hơn. Tại sao tôi bảo Dương Thân xuất gia? Vì chú có tướng mạo của người tu sĩ, tai lớn lớn, mũi bự bự, tướng mạo rất viên mãn. Hơn nữa, kiếp trước chú là một hòa thượng, có thể nói chú phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn làm hòa thượng. Tôi vừa nhìn thấy chú là bảo cha mẹ chú cho chú xuất gia. Cha mẹ chú vì đang lúc chú bị bệnh không thể không chấp nhận, đến khi chú hết bệnh thì không đành lòng cho chú xuất gia, cho nên chú mới chết. Tuy chú bé này đã chết, nhưng đến nay vẫn thường thường theo tôi. Lúc sống chú không được xuất gia, chết vẫn còn biết tu đạo, tương lai vẫn có thể làm hòa thượng. Tại sao tôi muốn nói chuyện này? Bởi vì lúc trẻ mà tu đạo thì dễ được thành công nhất. Đây là sự việc tôi đã gặp qua khi xưa. Bởi cha mẹ chú không cho phép chú xuất gia, nên chú mới chết như vậy.